bệnh đó, nguyên do gốc là bệnh. Nói chung là ít thì mất thì nhiều mua nhiều, nhiều người phụ vào ăn nước tương nước mắm đâu, bột ngọt đâu, mấy cái gia dụng mình có tiền Anh mặc những bộ đồ này ra đường có ai chọc ghẹo gì không? không. Nói chung cũng cũng có một số, cũng có một số người ta nói BD đâu. Nhưng mà ông chồng sao này cũng có người khinh người ghét, người ta nói đời nó vậy, không phải ai cũng khinh hết phải không? Tại tại cái này thầy tôi ông chồng cũng có người ghét mà. Nhưng mà những người mà người ta ghét thì mình có trách móc gì không? Không, coi như nghiệp phải, coi như nghiệp phải trả. Chắc hậu kiếp trước mình ghét tại cái này, người ta ghét lại quê. Bây giờ nhân quả, theo như nếu nói theo nhân quả là có dài có trả đó. Nhưng phải nói chung thầy có nói rõ trong kinh mà. Tại vì có hù có quán được. Ví dụ có đôi khi nào mình không ghét người đó mà người đó lại ghét tao đâu. Phải có hù quán với nhau. Đời này vật là vật gì la gì á, nhiều đời nhiều kiếp á, chứ không phải là tự nhiên họ ghét mình á. Ghét là cũng có cái nhân quả ở kiếp trước, cũng như con chó tự nhiên thấy mình á, thấy vậy điển hình cũng cho con chó đây mà tự nhiên ta thấy mình gỗ là có hù quán ở kiếp trước á. Mà tại sao con chó này thấy mình nó mừng là kiếp trước mình cũng có làm có ơn với nó, cho nên kiếp này gặp lại nó thấy mình nó rất là quan hệ, nó vui vẻ nó mừng. Mà những con chó nào nó thấy mình nó sủa là kiếp trước mình có hù quán nó đó, chứ không phải là tao, chứ có nhiều người còn cái người phàm tục người ta không biết nói nè, nói tại sao mà ăn này ăn thịt chó, ăn chó sủa dữ rồi ta, không phải vậy không, là cái nhân quả ở phía trước mình gieo quán thù nó cái này gặp lại sủa vậy, chứ không phải người ta nói ăn đậu khờ ăn thịt chó mà sủa, không phải vậy. Nếu bị nhân quả rồi có tội phải đền mà nha, cũng như người có tội, người có tội đọa xuống là súc sanh hết 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 tội được được hay làm người vậy. À, cũng như cũng như mấy người mà đầu thai là không được minh mẫn không minh là cũng như tự coi súc sanh lên đó. Còn mấy thầy cũng như mấy mấy người mà không minh đầu hay chẳng hạn mấy quê tại phía trước ta là con người, chẳng hạn như là từ không chừng là từ có cái cõi súc sanh lên cõi người, cho nên kiếp này không được không minh như mấy bị có tu trường hơn nghe pháp này nói ra hay lắm, nhân quả đó. Với là kiếp trước ta có tu nhân con chó nè, như cái con chó này là kia là cái kiếp trước là em có nó có em có ơn với nó, cho nên giờ kiếp này nó gặp là nó mừng, nó vui vẻ, nó mừng, nó không có sủa. Nhưng mà những con chó mà nó thấy mình nó sủa là kiếp trước mình cũng gieo quán thù với nó, cho nên kiếp này nó gặp là nó gắt hận thù nó sủa gì đó, có đời nó cắn luôn á, thì cái nhân quả mà nhân quả ba đời gọi là nhân quả ba đời. Anh Tâm có hay có xem những cái đi chùa nghe những cái thầy dạy không, sao anh có Tâm à, có biết hiểu à, biết có gì không? có anh có đi hiến pháp với chùa hơn anh à, chết. Nhưng mà được quá, nhưng mà cái đời chùa qua rất là đau lòng, cái chùa Kỳ Quan hai đệ xảy ra sự cố á, thấy rất là đau lòng. Nghe nói thầy đang sửa sửa chùa, đang thời gian sửa chùa là hận hổ là phát lạc các ba cái hình tro cốt ngay, chứ thầy nói thầy không có làm như vậy đâu. Người ta không biết là chữ thầy là đó, người ta rất là mang tội hiểu lầm thầy tội nghiệp. Nhưng mà này nó cái lần cũng là kiếp nạn của thầy phải không, tại đường tăng hồi xưa đi hành kinh cũng gặp 81 nạn mà, cái đó người ta hiểu lầm, hiện hại hiểu lầm thấy là chữ là nó mất cái phước này, tại xúc phạm một vị tăng là cái tội rất là lớn. Cái đó hận hổ nó sơ xuất thôi, nó sơ xuất nó gửi ba cái hình ba cái cho con lâu ngày nó chốc cái đó bị nhiều quá, mấy mấy ngàn hũ luôn mà quản lý đâu hết đâu, có một mình thầy sao quản lý nổi. Nhưng mà thầy cũng có công nuôi con nít mà, nuôi từ đứa trẻ mà, giờ nó xem thầy như ba mẹ rất là quý. Những người ba con rất là biết ơn thầy. Và tâm có nói chung là cơ sở hai cũng gần nên tâm cũng biết rồi. À đúng rồi đúng rồi, đâu 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 sao cái tính đây mấy người ta chửi là cái tội họ tính họ cứ nghĩ vậy, cái công đức mà làm cho chùa được bao nhiêu đâu mà đi ra tới tới gì cũng gì cho cái cho cốt mà nóng rồi chẳng mà họ họ ở nhà chưa chắc thì họ lo cơm cho mẹ nhà được ba bữa đâu. Cái hiếu khảo là trước là cứu cái linh hồn á, khi mà cha mẹ nó mất mất đi á là mình cái quý nhất cái linh hồn á, còn cái xác thân này nó cũng như hành đất hành cho hành bụi hết rồi, nó không còn, chỉ còn cái linh hồn thôi đó. Mình là tu phải tu tu sửa cho cái linh hồn gì có trên phải đúng. Tại con mình có nghe một vị thầy nói rất là hay. Còn cái xác là lúc còn sống á, lúc hàng tiền á, quan trọng lúc hàng tiền còn sống mà cho ăn cơm ba bữa đầy đủ rồi lấy hàng tiền. Khi mà chết thì cái xác thằng nó hành cho cốt ở đây là cái cứu cái linh hồn á. Còn cái hai cái cho cốt mình để về nhà thờ có lại với thật cái hồn mà chết. Chết là Phật cái ước thì cái hồn còn xuống địa ngục. Nếu mình không cúng cha mẹ thì xe mẹ xuống địa ngục thì rất là đau khổ. Nếu tôi có tu á, tôi cha mẹ gì có chờ. Đó là báo hiếu ra là chăn chánh, tức là còn sống thì mình phải báo hiếu, đúng rồi. Sao báo hiếu là hiện tiền, không nên để cho cha mẹ hiếu cố, là hiện tiền còn sao lúc còn sống á. Khi mà chết đây là tu tâm dưỡng tánh là giúp đỡ người vận nạn cho là cầu hồng hướng công đức cho cha mẹ đó, nói nhân quả là vậy. Tức là cha mẹ mình khi mà mất rồi mình có con thì mình phải làm những điều tốt, dạ điều tốt đúng rồi, đúng cho cha mẹ. đúng đó, cái đó là gọi là Phật nói là gọi là báo hiếu hiện tiền á. Còn báo hiếu là quan vị lai là hiếu nhân ngục thiên liên là cứu vớt linh hồn với cha mẹ lên đó, cái này em nói còn liên đề đó.
chứ họ cái chết móc họ bảo dù cho có cái sơ xuất và chữ quá trình là họ mang tội mà cha mẹ họ cũng mang tội luôn, ảnh hưởng đó. Tại xúc phạm một vị tăng là tội rất là nặng. Hay đó là làm công đức anh trước năm 75 mà anh biết không? Anh biết luôn hả? Có nghe Phật tử lớn tụi người nói là vậy. À. Chứ năm 75 mà thầy có cái chùa hồi nuôi từ nhỏ lớn rồi. Thầy làm biết bao nhiêu việc thiện quá. Cũng vì sơ xuất nhỏ mà tới giờ chữ mà nhục thầy dày rất là đau lòng. Bản thân em cũng rất là đau lòng. Cũng buồn lắm, rất là đau. Nhưng mà này thầy nghe nói thầy từ Phật bữa 10 bữa luôn á. Nhưng mà bây giờ là thầy ra, bữa con có coi như mạng thầy ra, thầy vô trở lại rồi, thầy hết nạn, giờ thầy hết nạn rồi. Qua nạn rồi. Đúng rồi, qua nạn. Tại vì chắc cái nếu nó nhân quả chắc cũng là cái nghiệp của kiếp trước xa xưa á. Bây giờ nó đến nó đời cũng không phải trả rồi. Chị có tin vào luật nhân quả đó? Có tin nhân quả, có nhân quả. Thấy không? Đây là cái nói mỗi một giá một tài giấy nợ mà. Ví dụ con rắn đang bò đi, mình đập nó chết mình cũng có tội luôn á. Ví dụ rắn đang bò đâu làm mình đâu, tại sao đập nó chết là cũng là cái tội ác. Không nên xem cái việc ác nhỏ mà từ cái việc ác nhỏ nó ra việc ác lớn như vậy á. Tại một cái lỗ khủng nhỏ nó thấy là đóng một chiếc thuyền lớn. Cũng như cầu internet nó khủng chút xíu mà nó tới chìm hết, mà trong vòng 3 tiếng nó chìm hết nguyên chiếc đào luôn. Cái tàu internet mà nó lớn gấp mấy cái nhà luôn mà. Nó bằng nó mấy màu đất luôn á, tại sao nó chìm hết? Tại nó khủng chút xíu nó khủng cái băng bất cập á. Chút xíu mà từ từ nó bể ra từ từ nó chìm hết nguyên chiếc tàu luôn. Cho nên Phật quán ở trung kinh cũng vậy á. Không nên xem giờ cái việc ác nhỏ. Việc ác nhỏ thì đâu lâu ngày, còn cái việc hiện nhỏ cũng vậy mà lâu ngày nó sẽ thành việc hiện lớn. Ví dụ bây giờ mình thấy cái nhà dơ mình quét cũng là cái phước. Ví dụ mình ra đường mình thấy cọng rác, cái cọng đó vừa nó rớt rồi mình sạch sẽ cho đi cũng là cái phước đó, phước nhỏ. Làm đường đồ cũng là cái phước. Nó còn đứt nhiều lắm. Nói chung là Phật nói làm cái gì lỡ cho đời gọi là phước báo đó, đừng làm gì hại đời. Nếu làm gì hại đời là mất phước. Còn cái này sợ hết em không? Cái này cũng như dân ngợi. Cái này nói cho em giống với bé Hồng cho nó hết dân ngại lắm. Phá dân ngại ca hát nha. Chị ăn mặc và danh có ủng hộ không? Cũng có một số người ta ghét và chắc là nhân quả ở phía trước. Ở phía trước mình cũng chơi bài người ta, cái này là có số người ta chơi bài lận. Mình nghĩ nhân quả cũng không buồn không? Nghĩ nhân quả không có gì buồn á. Nếu buồn mà công, nếu buồn mà mau già mau chết là phiền não mà. Tại một mình thấy vui thích. Tại một nụ cười bằng mưu gì hước bổ. Còn mấy người ta buồn gầu, người ta sanh ra bệnh tim, tại sao bệnh tim là do cái buồn gầu sanh hẳn lên, nó sanh ra bệnh này bệnh kia đó, nó sanh ra bệnh tật chứ không? Tại con người mình sanh hẳn lên nó sanh ra bệnh tật, mà vui vẻ lạc quan này nó kéo dài tuổi thọ ra, bị cười đứa trẻ cái da thịt nó căng là đứa trẻ, nó trẻ hoài, trẻ mãi. Còn mấy người ta buồn gầu, người ta sẽ già. Ví dụ giờ hai người đi, mà mâu thuẫn với nó mà ghét người đó ngủ đâu được phải gõ gào. Ví dụ mình ghét người ta tự mình hại mình á, mình hay nhân quả là vậy. Mình cứ vui với người ta mình sẽ sống an ổn không có gì vậy. Cái quả báo nó ngược lại, hồi xưa trả báo là lâu, giờ nay trả báo một giây nhắn tiền. Còn cái bản tánh em hết mặt đậm. Bản tánh em hết trên dây nè. Vì hơn là sinh năm 83 hả? Sinh năm 83. 83 dạ. Là Quý Hợi luôn. Quý Hợi, giờ chờ bé Mai Quy tới. Nó sắp vô rồi, để chờ bé Quy tới sẽ có một trình diễn, chờ bé Quy đi vòng vòng chơi. Dạ. Từ nghiệp của ông quả xứng nó năng nỉ ban đầu, tàn qua không có đồ đẹp. Này có xe đạp đến đó mấy vị. Nó xuống rồi con. Đây chờ chú điện thoại xuống. Cái thợ cũng chạy xa lắm. Xuống có đi xe hơi. Mà đi xe hơi còn có 1 giờ, 12 giờ mấy, 1 giờ. Còn... Dạ, ở đây tới chiều cái gì đó. Giờ đấy, ở đây đó, đóng nhạc, hát nhạc đâu á. Ở đây chiều chắc cũng phải 5 giờ. Nó xuống rồi con. Con chờ nó đây, con đây, con hứa con đây, con chờ con. Mẹ qua hết phòng giùm con đó. Nói giùm con, nói chung á, còn cái bản tánh em khác hơn, em có dạng dai. Ví dụ em có dạng đó, em không có dạng dai, không bao giờ dạng dai vậy. Không bao giờ dạng dai, tại ở đời ai cũng hơi lỗi lầm đúng không? Nhưng ở đời ai cũng phải phạm lỗi lầm, chứ nếu ai toàn gì toàn nghĩ đâu. Cũng như ăn cơm vô miệng mình cũng đổ mà. Mình ăn cơm vô miệng có thể có hộp cơm cũng đổ ra gói ra không? Sao mà tránh khỏi cái sơ xuất được? Ví dụ nếu mà dạng ra trường hợp này, giờ dạng ra đúng. Thì nào người ta cố tình ta làm gì sai trái, dạng ra cái là dạng ra. Còn này biết lỗi, sửa đổi là người vinh quang. Quân tử, hay nhà Phật nói vậy, cái người biết lỗi mà sửa đổi là người quân tử mà. Đây, hồi nãy em có nói là kỹ thuật qua chuột chặt thôi. Với hôm qua nhà là phá cửa, không có đem chuột phá theo vô có được. Nên đi xe này là chở mấy quê nè, còn quê đi. Chứ qua đi xe chai chở đi, thấy kỳ quá. Ủa xe là ai mua cho? Xe này mua hôm Tết, có 1.500.000 à. Rẻ vậy? Mà giờ ghé nữa, giờ còn 900 à. Giờ hạ giá nữa, không tới là cái yên màu hồng, cái yên hư hai cái này nè. Chứ nó là cái yên màu hồng. Đi qua xin lỗi chú, đi qua bệnh. Để giờ chạy bệnh xin lỗi chú, cho chú điện thoại xuống.
đi qua đến đi sang qua xin lỗi chú, qua kỹ thuật chụp chặt nói anh muốn không. Đến chạy qua xin lỗi chú, không biết có mở cửa bản không, chú dần dài lắm. Chứ nó xuống này vui lắm và xuống này đông lắm. Có ai đến qua xin lỗi chú, có mở cửa qua xin lỗi chú, đến đến tham quan xin lỗi. Ê, con nói thì con hỏi lỗi, con hành tâm hỏi lỗi hay vậy chú, cho con cơ hội cuối cùng với cô. Ờ, cho cơ hội cuối cùng đến qua đến đến tham quan xin lỗi. Thì từ từ cũng hết giận à. Chứ điện nó coi nó xuống. Con ở đây con chờ nè, con hứa đây con chờ, con đi đâu đâu. Bữa nay mà sẵn sàng đẹp nè. Bữa nay đẹp hơn qua. Ờ nó dở dở. Bữa nay đẹp hơn qua đó, hôm nay dễ hơn quá, dễ hơn rồi. Chú có đói ra tiền ăn cơm cho ra tiền. Nhưng ở đây có quen cơm, người ta cho ăn cũng không tốt tiền. Ăn cơm người ta cho hết nè. Giờ mua trà đá, trà đi kia mua trà đá uống. Đi chú quay lại, đi mua trà đá chú quay lại. Chó đây là ở đâu vậy? Bên nhà xóm, bên xóm nó qua. Nó qua chơi, sao nó cũng biết, nó cũng cho nó biết, con vật nó biết cho nó biết mình không làm gì hả, nó mến nó qua nó ở hơn có tiền. Chó tới nhà ở là hơi lắm mà. Mèo tới nhà ở xui chứ chó tới nhà ở rồi có tiền, sắp tới có tiền lớn, điềm hết đi điềm hết nè. Có tới nó ở lắm mà. Con chó này là bên bên xóm qua. Bên hàng xóm bên nhà tao nó qua. Nó qua nó chơi này. Với anh Tập. Rồi có cái nó có đôi khi nó cũng nghịch ngợm, nó cũng cắn xé rồi quần áo rồi. Rồi có hơi cứt lại cũng chơi rồi. Có buồn không? Tâm có buồn. Buồn là buồn thời gian, buồn cái hồi lúc mà không có mùi, không có dần buồn dai. Cũng buồn thời gian đó thôi à. Chứ không có dần dai gì ta. Tại nếu nói là người phàm mà ai cũng có săn hàng chỗ đó không? Rồi biết cách này kiềm chế sửa đổi không? Chứ không chứ mình không biết lỗi mình sửa. Rồi nó qua nó giống như nói chung là con mình cũng không cảm nó giống như con nít thôi. Con chó con nó giống như con nít vậy, nó cũng hay giỡn vậy, giỡn hết vậy. Nó lớn nó đầm để lại, bị chó này mới lớn. Nhưng mà nó tới đợi mình có tiền, tới đợi cũng hiến nghệ sĩ tới cho tiền đâu. Mỗi sáng đi qua đây là cúng cho ba, cũng phê khúc khúc đầu á. Rồi cha nước trà, xong 5 giờ dậy rồi. Xuống đây 6 giờ. Rồi tối rồi đi về nhà. Dạ. Thì giờ là anh ta mở với ai? Ở với còn nhỏ cháu với thằng cháu trai với anh Hạnh, nhỏ em nữa. Còn anh có 1 phút là về quê rồi. Phút về quê báo tí dưới quê á. Còn cái nhà ở ngoài là mình thấy cái nhà đó giờ ba chết rồi Hạnh. Mười bữa tới đám giỗ ấm rồi. Mười bữa là tới đám giỗ rồi. Đám giỗ. Chuẩn bị tiền làm đám giỗ ấm rồi. Giờ đi, nói chung giờ mình em càng thấy càng hát thì anh Phú càng hát cái mặt đơn. Giờ mình cố gắng mình làm mình cứ vui vẻ. Đúng rồi, cái giờ cứ vui vẻ người ta. Để khoảng cái tầm 12 giờ bé mày quay xuống, qua nó xuống đây 1 giờ rồi đang mua cho mấy chai nước ngọt. Uống rồi. Coi cái nước ngọt qua mua mấy chai luôn. Uống là thành cậu hát hai video đó. Qua vui quá giờ qua tới 5 giờ luôn. Qua đây tới 5 giờ. Nó cao tới đây à. Bé quay nó cầm qua có bé mày quay xuống luôn á. Qua vui lắm. Nôn quá. Nói chung em cũng ít ăn sáng, sáng uống chai nước ngọt xong rồi nào tới trưa mới ăn cơm, biết là cũng quen. Mấy bữa đặt nè, mấy bữa đặt rồi mấy bữa cũng đang đâu á. Dạ. Mệt nghỉ thì mệt, giờ đi nghỉ ăn còn quay lại đầm mà vô bóng cây đầu như mát đâu à? Với anh thì mệt nghỉ vậy. Khi mà đi đập những cái khối bê tông đi vô những cái công trình chỗ san lấp Mình chỉ có nhiều người đập chung á, có người có cho có chỗ nó dành là cũng có thể cũng bị ta chữ, ta dành nó dành là dành cũng gì đồng tiền không á, người ta cũng cần ta chữ, người ta chữ mình đi của người ta dành ăn ta đuổi á. Nhớ đề cô bác người ta hương, người ta có đuổi cô bác, người ta mến tay mến chân ở đây lâu á, ở đây 3-4 năm rồi, người ta cô bác ở đây rất là hương, là cô bác có thể cũng nấu mì gói đồ cũng cho ăn đồ. Vì ở đây sạch sẽ, người ta thấy người ta phái, người ta hơn. Mình ở đây ta thương người ta, dạ. Nấu bữa ăn cho ăn. Bởi nói chung bây giờ đi đâu hơn, người ta hơn sống cũng được hết rồi. Người ta có một quà kỹ thuật nó hơi chụp chặt này của chú, có hơi giận xíu rồi. Đến đích thằng qua xin lỗi chú là chú hết rồi, chú điện thoại nó xuống. Chứ quà có mấy bộ quay xuống. Ngày qua không dạ. Mặc đồ đẹp.
Tại qua cái áo này để trong nhà đó. Tại qua bị cái nhà này người ta sắp sửa lấy lại, người ta mướn, là mướn người ta vô ở á. Để xin ta ở vì sao còn ta cho chứ người ta lấy lại. Xin ở vì sao dọn ra sao. Bị nó mướn nó trồng sen nó phát cỏ chơi nè. Nó mà qua nó phát hết ba cỏ, mấy cát nó cắt hết rồi. Như áo này mai cúc tới mua đó. Cái này người ta cho năm rồi. Cái này khách hàng nam mà đẹp lắm, giống hát bắt nhịp hàng cũng như Mỹ Đợi nè. Là mua cái bạn nè. Áo này đẹp á. Ờ đúng, áo này dễ hơn. Đi xe màu hồng nó đẹp dễ hơn. Mua hát cho anh bị trợ thử thách bài đi, anh quay.